Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh gia đình Việt Phi Tường TV. Chào bạn Nisi. Hôm nay đi học về, mình được mẹ thưởng cho món bún gạo xào hải sản. Các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Chú thế nào? Yeah. Rồi bé Chú thấy thế nào? Giới thiệu các bạn, đây là những cái nguyên liệu chính của cái món bún gạo xào hải sản. Thì đây là gồm có tôm đã luộc và bóc vỏ sẵn nè, mực tươi và thịt bò. Đó là phần nguyên liệu về thịt. Còn đây là về các loại rau mình xào thêm là có giá này, rồi hành này, rồi dưa leo, cà rốt. Rồi đây là có thêm cải ngọt em. Đây là có cải ngọt, đấy thì các bạn có thêm đây là hành đây, thì những nguyên liệu chính để xào. Và ngoài ra thì có thêm một cái bún gạo nữa, thì các bạn sẽ được nhìn thấy. Chúng mình giới thiệu về bún gạo cho các bạn cùng xem nhé. Đây nguyên liệu chính đây, giới thiệu lại một lần nữa. Đây gồm có tôm, mực và thịt bò, kèm với các loại rau có giá này, hành ngò, rồi dưa leo, cà rốt và có cả cải ngọt nè các bạn. Rồi nhá, cùng vào bếp luôn các bạn ơi. Thưa các bạn, thì một nguyên liệu rất là quan trọng, ngoài những cái đồ hải sản thì đây là cái gói bún gạo khô của công ty thực phẩm Bích Chi, thì một cái thương hiệu thực phẩm rất là nổi tiếng ở Sài Gòn từ ngày xưa tới bây giờ. Thì đây là cái gói bún gạo, thì không biết quý anh chị bên nước ngoài có cái bán cái sản phẩm này bên nước ngoài hay không. Đây là gói bún gạo nàng hương, thì là như cái gói này là 400g. Đây 400g, đây là bún gạo khô các bạn. Đây thì để coi cái đây, tất cả các có đều có hướng dẫn sử dụng, thành phần ở đây đều có ghi sẵn đây. Thì cái gói này hình như là dưới 25.000, khoảng 21-22.000 gì đấy. Thì đây là sản phẩm của Bích Chi, làm tại Sa Đéc, Đồng Tháp đây các bạn. Đây có địa chỉ rất là rõ luôn đây. Rồi thì ngoài cái hải sản thì mình phải kèm thêm cái này, là món rất là quan trọng cho cái bún gạo hải sản ngày hôm nay nhé. Thì các bạn hãy cùng vào bếp với gia đình mình nhé. Bước đầu tiên thì mình sẽ cho cái bún gạo vào, rồi bún gạo vào nấu cho trong vòng bao nhiêu phút nhỉ, nãy có đọc qua điểm coi nha. Này đây hướng dẫn cho ngâm bún gạo vào nước lạnh khoảng 5 đến 10 phút rồi nấu nước sôi 4-6 phút. Thì em nấu rồi mày nấu lâu một tí. Hả? Nếu mà ngâm cái kia thì nhanh hơn. Trùng quá thôi, còn em nấu nữa. Ừ, thì bây giờ là nấu 10 phút rồi nhỉ. Trong này nó ghi này các bạn. Nấu cho nó mềm. Hả? Đây. Trong này nó có ghi đây. Nó ghi cái này mình nữa đây. Ngâm bún lạnh khoảng 5 đến 10 phút, còn xong mình cho vào nước sôi 4-6 phút, nhưng mà nãy mình làm chỗ khác, mình đưa vào nước sôi luôn chắc phải 10 phút quá. Rồi thì bây giờ là bắt đầu luộc bún gạo đúng không? Ok, mình luộc bún gạo, mình đợi tí nha các bạn. Rồi thì bây giờ bắt đầu sôi lên rồi các bạn. Đang kiểm tra coi này được chưa đây nè. Chưa được hả? Chưa, nó mềm. Nãy giờ cũng được hơn 5 phút rồi đó các bạn. Giống như miếng. Một dạng miếng hả? Mình đảo lên cho nó sôi ra. Được chưa? Chưa ha? Thêm 5 phút nữa nha. Dạ. Ok rồi, thêm 5 phút nữa các bạn ơi. Rồi các bạn, sau 10 phút thì bún gạo đã mềm rồi, vừa ăn rồi. Đây, múc ra cái rổ nhỏ. Có phải cho nước lạnh không em? Có. Cho tí nước lạnh nè hả? Rồi. Cái này nó giống như sợi hủ tiếu. Một dạng vậy, nhưng mà hủ tiếu các bạn, nó dai hơn cái này. Này mềm mềm như bún nè. Rồi sau khi mà rửa bún thì bây giờ tới công đoạn tiếp theo là mình phi hành tỏi cho dầu rồi nhá. Nhiều không em? Nhiều không? Đây cho khoảng như đây. Ngập sắt rồi, không coi được giá nè. Được chưa? Ok. Bếp hay nhỏ lửa hả?
Rồi, hành phi đây rồi. Cái gì bà? Không bạn rồi. Quá hấp dẫn. Trời, nhìn hình ảnh cái hành lên là đẹp ơi là đẹp luôn. Rồi, thơm quá đây. Rồi. Thơm lắm, thơm lắm. Bạn lên hả? Rồi, bắt đầu bây giờ tiếp tục là mình cho những cái nguyên liệu vào. Ui giời, đẹp. Đó, à, thấy rồi. Tôm này, mực này, thì nó bắn á. Xào hết luôn đúng không? Tôm này nó chín rồi mà. Tôm này tí mình muốn xào qua thôi ha. Xào một chút thì cái mực mà hai cái này nó chín mà. Cái bò với mực thằng Lâm. Hấp dẫn quá. Mong muốn hàng nem. Cháo nó hơi bé hả? Hay là mình xào nhân riêng thôi? Tại nhà mình xào chả hơi nhỏ. Nhưng mà hồi có cho bún vào chung không? Hay là bún riêng? Bún đem đi riêng, nó sẽ thức ăn tự chọn mà. À, tức là mình chỉ xào cái nhân và bún mình để tự chọn thôi nè. Có tô không nhỉ? Rồi, cái này xào nhanh chín lắm các bạn. Chừng 2-3 phút là chín nè. Rồi, tiếp tục là gì? Tiếp tục là... bỏ bớt hả? Rồi, sau khi đổ cái phần xào ra mua riêng một cái dĩa riêng thì giờ mình xào riêng là cái phần rau. Tí mình cho cái mấy cái thịt với mực nãy xào vào trộn lên. Mà đúng ra là mình xào chung được không? Được, nhưng mà mình xào thì rau nó không có bị mềm, mực cũng không có bị mềm. Nó vừa chín tới tất cả. Mình xào riêng thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà xào chung với nhau thì có cái là rau hay nó chín rồi mà cái chưa chín đúng không? Bạn nhìn thấy đẹp chưa? Xanh. Cháo hơi nhỏ ha. Ừ. Tại em xào nhiều quá. Tại vì em xào nhiều quá. Lấy cái nước thịt này là xào rau cho nó thấm. Ngọt hơn. Chứ giờ mình xào chung thì nó thấm. Rồi, tiếp theo thì bây giờ là mình sẽ cho gì bạn? Cho nhân vào ạ. Cái này là chất đạm nè. Là tôm, thịt với mực. Cái này không là ăn, cái này không cũng đủ ngon rồi. Hả? Quá hấp dẫn. Một tí mình cho gì nữa, cho giá nữa hả? Cho rau luôn. Rau luôn là nó héo héo thôi chứ không có nấu kỹ. Cái này thì nấu kỹ. Hấp dẫn. Để em bún này ra ngoài kia nha. Để dĩa ngoài kia chứ. Không, để em cho ấy rồi. Không bún mà. Rồi, tiếp tục. Rồi, dưa leo. Dưa leo vào. Ủa, cái chảo này hơi bé, hơi cố. Rau cần. Chấm ít ít thôi. Để xuống này. Nó sệt nó hết à. Giá. Dạ. Hành lá nữa kìa. Rồi, để nó sệt xuống này. Úi dồi. Nếu mình làm với cái nồi cũng được ha. Nồi thì không đẹp. Nồi sao nó không đẹp. Nhà có hai người làm ít quen rồi. Phải có rau nó sòm sàm tí nó xẹp xíu. Nó xẹp xẹp tí, cái hành vào là được rồi. Hành lấy xẹp mà. Rồi, quá hấp dẫn luôn. Vừa một chảo luôn. Vừa luôn rồi đó. Rồi, vậy là cứ thể là ăn thôi. Vậy là chọn với nhé hả?
cho bún thôi đúng không? Dạ, không là cho bún. Rồi cho hành lá nó héo xuống là mình bê xuống được. Cho ra nước. Nước này mình bỏ không? Và nước canh. Chỉ lát gấp gấp cái phần khô thôi nha. Xong tí chan nước tương lên. Tương ớt, tương cà. Hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn. Này không phải món Việt không? Món Việt hả? Nhưng mà thường mình thấy ngoài đường bán bún xào chay nhiều. Bún xào chay nữa. Giận quá, giận quá. Đẹp lắm. Đẹp lắm, đẹp lắm. Cho một tầm. Hấp dẫn. Được chưa? Xẹp xuống hết rồi. Xẹp xuống hết rồi. Wow, tuyệt vời, bây giờ mình chúng ra hả? Rồi xong rồi ta tắt bếp rồi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình bắt đầu là gấp đường này ra dĩa thôi các bạn. Ăn dĩa hả? Ăn tô cũng được đúng không? Gấp cái phần phần khô thôi. Nhà mình gấp cho ba dĩa thôi, hai người lớn một cho em và một em bé. Đây một dĩa đâu cho mình coi cái. Quá đẹp. Quá đẹp các bạn ơi. Ngon mà còn đẹp nữa. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn đầu bếp 5 sao. Rồi, ok. Rồi, hôm nay xin giới thiệu các bạn cái món bún gạo xào hải sản. Thì các bạn hãy thử cùng làm với gia đình mình. Nếu các bạn có những cái ý kiến nào hay hơn, những cái cách chế biến nào mà tốt hơn, hay là trộn bún xào với những món nào đặc biệt hơn, thì các bạn hãy vui lòng để những cái dòng tin nhắn ở dưới video, thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau để có những cái bữa cơm gia đình thật là ngon nha các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Gia đình Việt Huy Cường TV nhé. Rồi, xin cảm ơn đầu bếp 5 sao đã cung cấp những cái món ăn ngon cho hai ba con nha. Bye bye. Rồi, đây, sau khi mà món bún gạo đã hoàn thành xong thì người thử đầu tiên là cô Út trong nhà, bé Sushi đây. Xin chào các bạn nữa cơ. Rất là tập trung các bạn ơi. Đây rất là tập trung để ăn đây. Mắm mắm, xiên ngon lắm. Hai ngồi bên kia. Wow, cả hai bạn cùng ăn luôn, yeah. Rồi các bạn nhỏ hãy ăn cùng bạn Su Su và Sushi nhé. Rồi Su ăn một miếng nhỏ trước để cho các bạn nhận xét nha, nha lên. Rồi Su ăn nhanh cho các bạn một lời nhận xét nào. Bạn Si ăn đi. Si ăn ngon không con? Đâu? Số 1 coi, number 1 coi. Số 1 là giỏi chạy. Giỏi chưa? Quá giỏi luôn. Giỏi chưa? Yeah. Số thế nào? Yeah. Rồi bé Su thấy thế nào? Con thấy là món này rất là thơm nè. Cái sợi bún thì nó mềm và nó rất là mềm luôn. Còn
còn mực á thì nó hơi dai và giòn, rất là ngon. Cảm ơn mẹ đi. Rồi, cảm ơn mẹ nhé. Rồi, ok nha. Rồi, xin chào các bạn đi. Các bạn xin chào các bạn đi. Bye bye. Các bạn. Bye bye.